sân khấu để ra mắt toàn thể các quý khách quý, xin trân trọng kính mời. Để cho quý vị chúng ta không phải chờ lâu, ai cho biết cô dâu rồi sẽ biết, ai cho biết chú rể rồi sẽ hay. Và xin mời quý vị chúng ta đứng dậy trong giây lát để ăn hoan chào đón đôi yêu thương Tân Lam, Tân Xuân Hương, chú rể Hồng Sơn, Thiết Truyền cùng cô dâu Phương Đào. Xin chính thức nghiệp ra mắt toàn thể các quý khách quý, xin chào quý vị. Xin mời quý vị chúng ta sẽ xin chào thật lớn đi nào. Chú rể bước ra đẹp hết sức cả vườn hoa hôn trời, hòn bông hoa đẹp nhất nở rộ nhất trong hôn trường của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo lớn để chào đón cô dâu rể trên sân khấu rất là nhiều hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, như quan họ cùng kính mắt bắt nhìn lâu dần, yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt đứt lại bằng ba nước gần, em còn son, anh cũng còn son, ước gì thân lực làm con một nhà, để anh về thưa với mẹ cha, sóng chầu xin hỏi cưới em về làm dâu. Kính thưa toàn thể hội hôn, những mơ ước bấy lâu nay của họ đã thành hiện thực khi những tuần qua, những cánh diệp hồng đã bay đi muôn ngả, báo tin vui đến tất cả mọi người rằng hôm nay đây là một ngày đẹp tuyệt vời, ngày có đôi bạn trẻ cho đời hạnh phúc. Kính thưa toàn thể hội hôn, như tục ngữ dân gian ca dao Việt Nam ta thường câu rằng chim thương nhau chim cất đầy xây tổ, trai gái thương nhau nay nên vợ thành chồng, sinh thành ở mẹ ở cha, xây dựng hạnh phúc ở ta với mình. Giờ đến tuổi trưởng thành, anh đi làm rể, em về làm dâu, cùng nhau ta bắt nhịp cầu, trăm năm hạnh phúc bắt đầu từ đây. Kính thưa toàn thể hội hôn, đúng là trăm hoa đua nở một ngày chỉ có một giờ hôm nay. Và ngày hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2015. Xin mời toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo lớn để chúc cho cô dâu rể thành đạt trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn và trọn đời hạnh phúc bên nhau. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình họ nhà trai ạ.